Lưu ý. Thứ nhất, hình chấp điều. Hình chấp điều là hình chớp có đáy là đáy điều và chân đường cao trùng với tầng của đáy. Các cạnh bên của hình chấp điều bằng nhau và tạo với đáy các góc bằng nhau. Các mặt bên của hình chấp điều là những tam giác cân và tạo với đáy những góc bằng nhau. Chớp SABC và chớp SABCD. Đây là hình chấp điều. Góc giữa cạnh bên và đáy là góc SAO. Góc giữa mặt bên và đáy là góc SMO. Hai nhỏ, hình chớp có cạnh bên hoặc mặt bên vuông góc với đáy. Nếu hình chớp có cạnh bên vuông góc với đáy thì cạnh bên đó là đường cao của hình chớp. Nếu hình chớp có mặt bên vuông góc với đáy thì đường cao của mặt bên đó là đường cao của hình chớp. Hình chớp có cạnh bên vuông góc với đáy. Hình chớp có mặt bên vuông góc với đáy. Thể tích hình chớp thì bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Ví dụ 1, cho hình chớp điều SABC có cạnh bên tạo với đáy góc 60 độ, tính thể tích hình chớp và phân cách từ tổng O của đáy đến phẳng FBC. Câu A là B hoặc A. Ta có tam giác ABC đều, diện tích tam giác đều bằng căn 3/4 nhân cạnh bình nó bằng căn 3 hàm phương. AM là đường cao tam giác đều ABC. AM bằng căn 3/2 nhân AB nó bằng căn 3A. O là trọng tâm tam giác đều ABC. AO bằng 2/3 AM bằng 2 căn 3/3A. Ta có góc giữa cạnh bên và đáy là góc XAO nó bằng 60 độ. Tan 60 thì HO chia AO, chia là O bằng 2A. Vậy thể tích chớp là 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao nó bằng 2 căn 3/3 a mũ 3. Khoảng cách từ điểm O đến khoảng cách BC nó chính là đoạn OK. Ta tính OM bằng 1/3 AM nó bằng căn 3/3 a. Khoảng cách từ O đến BC là OK. OK thì bằng XO nhân OM chia căn bằng 2 với O bình cộng OM bình nó bằng 3 căn 13 bằng 13 a. Tương tự câu B thì ta có là diện tích tam giác ABC đều thì diện tích của nó là căn 3/4 nhân cạnh bình nó bằng 3 căn 3 a phương. Và AM là đường cao tam giác đều thì bằng căn 3/2 nhân AB nó bằng 3A. AO thì bằng 2/3 AM nó bằng 2A. Góc giữa cạnh bên và đáy là góc SAO, ta có tan 60 thì bằng SO chia AO, CO bằng 2/3 A. Vậy thể tích chớp thì bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao nó bằng 6 A mũ 3. Và cách từ O đến BC chính là OK. OK thì ở đây ta có được là OK thì bằng O nhân O chia căn 2 cách O bình cộng O bằng bình nó bằng 2 căn 3/9 hồi 3A. Ví dụ 2, cho hình chớp điều SABCD có cạnh bên tạo đáy góc 60 độ, tính thế tích chớp và cách từ O đến BC. Câu A là AB bằng 2A. Ta có góc giữa cạnh bên và đáy là góc SAO bằng 60 độ. Thì do ABCD là hình vuông, diện tích của hình vuông thì bằng cạnh bình nó bằng AB phương bằng 4 hàm phương. AC là đường chéo của hình vuông nó bằng cạnh nhân căn 2 nó bằng 2 căn 2A. Góc giữa cạnh bên và đáy là góc SAO bằng 60 độ, ta có tan 60 bằng SO chia AO chia SO bằng căn 6A. Vậy thể tích chớp thì bằng 1/3 diện tích đáy chiều cao nó bằng 4 căn 6 bằng 3 hàm qua. Khoảng cách từ O đến SBC thì bằng OK. Ta có OK thì nó bằng SO nhưng OM chia căn bằng 2 cos O bình cộng OM bình thì nó bằng căn 42 bằng 7A. Tương tự câu B. Ta có diện tích ABCD là diện tích vuông nó bằng AB hình phương nó bằng 12 hình phương. AC đường chéo hình vuông nó bằng cạnh nhân căn 2 nó bằng 2 căn 6A.
Góc giữa cạnh bên và đáy là góc SO. Ta có tan 60 thì SO chia AO, chia lên O bằng 3 căn 2A. Thể tích chớp bằng 1,3 diện tích đá chiều cao, nó bằng 12 căn 2A qua. Khoảng cách từ điểm O đến khoảng cách BC thì chính là đoạn OK. Ta có OK thì bằng SO nhân OM chia cao bằng 2 của SO bình cộng O1 bình, nó bằng 3 căn 14 bằng 7A. Điều 3, cho hình chớp SABC có đáy ABC là tâm chất đều, SA vuông góc với đáy, góc giữa C và đáy là 60 độ, tính theo hình chớp SABC và phân cách từ A đến SBC. Câu A là AB bằng 2A. Ta có diện tích tâm chất ABC là tâm chất đều thì bằng cạnh nhân căn 3 bằng 4 nhân cạnh bình, nó bằng căn 3 A phương. Góc giữa C và đáy là góc SCA, nó bằng 60 độ, tăng 60 thì bằng SA chia AC, xuyên SA bằng 2 căn 3 A. Thể tích hình chớp thì bằng 1,3 diện tích đá chiều cao, nó bằng 2A qua. Khoảng cách từ A đến một khoảng SBC chính là đoạn AK. AK thì nó bằng là, ta có là, nó bằng SA nhân AM chia căn bằng 2 của A bình cộng A bình, nó bằng 2 căn 15 phần 5A. Tương tự câu B, ta có diện tích tâm chất ABC, đây là diện tích tâm chất đều, nó bằng cạnh bình nhân căn 3 bằng 4, nó bằng 3 căn 3 hàng phương. Góc giữa C và đáy là góc SCA, ta có tan 60 thì bằng SA chia AC, suy A bằng 6A. Thể tích chớp thì bằng 1,3 diện tích đáy chiều cao, thì nó bằng là 6 căn 3 A qua. Khoảng cách từ điểm A đến phần SBC nó là AK. AK thì ta có là bằng SA nhân AM chia căn bằng 2 của A bình cộng A bằng bình. Vậy khoảng cách nó là 6 căn 5 phần 5A. Điều 4, cho hình chớp ABCD có đáy ABCD là chữ nhật, góc giữa góc là BAC nó bằng 30 độ, tam giác SAD đều và vuông góc với đáy, tính thể tích hình chớp ABCD và khoảng cách từ H đến SBC. H là hình chiếu của S lên phẳng ABCD. Câu A là AB bằng 2A. Ta có là góc BAC 30 độ, tan 30 thì bằng AD chia DC, chia AD bằng 2 căn 3 bằng 3A. Diện tích hình chữ nhật ABCD thì bằng AB nhân AD bằng 4 căn 3 bằng 3A phương. Do tam giác SAD đều cho nên SH nó bằng là căn 3 phần 2 nhân cho AD, nó bằng là SH nó bằng A. Vậy thể tích hình chớp thì bằng 1,3 diện tích đá chiều cao, như này tự nhân ra thì nó bằng là 4 căn 3 phần 9 A mũ 3. Khoảng cách từ H đến S BC nó chính là đoạn HK. HK thì nó bằng là SH nhân HM chia căn bằng 2 của SH bình cộng HM bình. Đây HM thì nó song song AB và nó bằng AB. Vậy tôi tính được khoảng cách nó là 2 căn 5 phần 5A. Tương tự câu B thì góc BAC bằng 30 độ, AB bằng 2 căn 3A. Ta có góc BAC bằng 30 độ, tan 30 thì bằng AD chia DC, chia AD bằng 2A. Diện tích của hình chữ nhật ABCD nó bằng AB nhân AD bằng 4 căn 3A phương. Do tam giác SAD đều cho nên SH nó bằng là căn 3 phần 2 nhân AD, nó bằng SH nó bằng căn 3A. Vậy thể tích hình chớp thì bằng 1,3 diện tích đá chiều cao, thì nó sẽ bằng là 4A mũ 3. Khoảng cách từ H đến SBC chính là HK. Ta có HK thì bằng SH nhân HM chia căn bằng 2 SH bình cộng HM bình. Đây là HM thì bằng AB. Vậy ta tính được khoảng cách nó là 2 căn 15 phần 5A. Ví dụ 5, cho chấp điều SBC có mặt bên tạo đá góc 60 độ, tính thứ chớp SABC và khoảng cách từ A đến SBC. Câu A là AB bằng 2A. Ta có diện tích tam giác ABC là tam giác đều thì nó bằng căn 3 phần 4 nhân cạnh bình, nó bằng căn 3 A phương. AM là đường cao tam giác đều ABC,
AM bằng căn 3 bằng 2 nhân AB nó bằng căn 3 A. OM thì bằng 1 phần 3 AM nó bằng căn 3 bằng 3 A. Góc giữa mặt bên và đáy là góc SMO, nó có tan 60 thì bằng SO chia OM, CSO bằng A. Vậy thì đứng chớp bằng 1 3 diện tích đáy chiều cao thì nó bằng căn 3 bằng 3 A qua. Khoảng cách từ A đến BC thì nó sẽ là do cái đoạn là AM nó bằng gấp 3 lần cái đoạn OM, cho nên khoảng cách từ A đến BC gấp 3 là khoảng cách từ O đến FBC. Ta có khoảng cách từ O đến FBC thì bằng SO nhân OM chia căn bậc 2 của O bình cộng OM bình, nó bằng A trên 2. Vậy khoảng cách từ A đến FBC gấp 3 là khoảng cách từ O đến FBC thì nó bằng 3 phần 2A. Tương tự câu B thì ta có diện tích tam giác ABC là diện tích giác đều nó bằng căn 3 phần 4 nhân cạnh bình, nó bằng 3 căn 3 hàm phương. AM là đường cao tam giác đều, nó bằng căn 3 phần 2 nhân AB, nó bằng 3A. OM thì bằng 1 phần 3 AM thì nó bằng là A. Góc giữa mặt bên và đáy là góc SMO, ta có tan 60 cho SO chia OM, chia O bằng căn 3A. Vậy thì tính chớp thì bằng 1 phần 3 diện tích đáy chiều cao, nó sẽ bằng là 3A mũ 3. Khoảng cách từ A đến BC thì ta có là khoảng cách từ O đến BC, và khoảng cách từ A đến BC thì nó gấp 3 lần khoảng cách từ O đến BC. Với khoảng cách từ O đến BC thì nó bằng SO nhân OM chia căn 2 trung bình cộng OM bình, nó bằng căn 3 khoảng 2A. Vậy khoảng cách từ A đến BC thì nó bằng là 3 căn 3 khoảng 2A. Biểu 6 chọn trục tiêu ABCD có mặt bên tạo ra góc sâu độ, tính theo đường chớp và khoảng cách từ A đến BC. Câu A là AB bằng 2A. Ta có diện tích tam giác ABCD là diện tích hình vuông, nó bằng cạnh bình, nó bằng 4 hàm phương. Góc giữa mặt bên và đáy là góc SMO, ta có tan 60 thì bằng SO chia OM, chia O bằng căn 3A, với OM thì bằng 1 2AB. Thể tích hình chớp thì bằng 1 3 diện tích đáy chiều cao. Vậy thể tích nó là 4 căn 3 phần 3 A qua. Khoảng cách từ A đến BC thì nó gấp 2 lần khoảng cách từ O đến BC. Ta có là khoảng cách từ O đến BC thì nó bằng SO nhân OM chia căn 2 trung bình cộng OM bình thì nó bằng căn 3 phần 2A. Vậy khoảng cách từ A đến BC nó gấp 2 lần khoảng cách từ O đến BC thì nó bằng là 2 căn 3 bằng 2 căn 3 phần 2A. Tương tự câu B là AB bằng 2 căn 3A. Ta có diện tích ABCD là diện tích hình vuông, nó bằng cạnh bình, nó bằng 12 hàm phương. Góc giữa mặt bên và đáy là góc SMO, nó có tan 60 thì bằng SO chia OM, chia O bằng 3A. OM bằng 1 phần 2AB. Vậy thứ hình chớp rồi 1 phần 3 diện tích đáy chiều cao thì nó bằng là 12A mũ 3. Khoảng cách từ A đến BC thì gấp 2 lần khoảng cách từ O đến BC, do cái đoạn AC gấp 2 lần đoạn OC. Khoảng cách từ O đến BC thì nó bằng là SO nhân OM chia căn 2 trung bình cộng OM bình thì khoảng cách từ O đến BC nó bằng 3 phần 2A. Vậy khoảng cách từ A đến BC nó sẽ bằng là 2 lần khoảng cách từ O đến BC, tức là bằng 3A.